Đây, thành phần trong rồi là huyết, cua, huyết, ốc, cá. Và cá. Đây, đó. À, thấy hấp dẫn không? Sau khi làm xong cắt dọn ra dĩa, các bạn thấy giống như chả ăn cơm sườn à. Là bây giờ là phút cuối cùng nó sôi lên chín huyết thì đợi tới 6:30 tôi muốn hai anh em đi làm về gia đình tập trung ăn một bữa rất là ngon. Thời tiết mùa này đi làm xa về mà có một trời lẩu cua đồng ăn cùng gia đình với bạn bè nhân viên về như vậy rất là hấp dẫn hơn ăn nước. Cảm ơn các bạn đã theo dõi và hẹn gặp lại.